hôm nọ thì hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực là 10 triệu 0 là 47 nghìn. Và trong đó thì cháu Lực đưa bao cháu đi mua quần áo hết là 2 triệu 790 nghìn. Ở đây thì gồm có cả quần áo của ông, quần áo quả của Sử, của Hải, mọi cái nữa. Và mua một cái máy cưa. Máy bóc ba hết thì đấy. Vâng. Để cho nó lộ đúng về cái màu vốn cho nó đẹp. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Những cái thước phim trước cháu Lực đăng tải lên thì cô bác cũng đã biết là trong thời gian vừa rồi thì có khá là nhiều cái câu chuyện mà nó xảy ra đến với gia đình của ba ông cháu. Cô bác ạ, đến hôm nay thì anh em đội thợ cũng đã lên tới nơi rồi. Đấy, sáng nay thì cháu Lực cũng cùng anh em đội thợ là lên. Và đồng thời thì cháu Lực cũng có mua thêm 6 lon nước và cộng thêm là cái phần quà của hai chị Nguyệt Thúy là gửi tặng cho gia đình của ba ông cháu. Đấy, cái phần quà này thì hầu như là chị gửi tiền ra cho cháu Lực rồi thì cháu Lực sẽ đi ra chợ để mua được những cái phần quà của bác. Còn nếu mà không có thì cháu Lực sẽ đặt ở trên mạng xuống cho ba ông cháu. Hai chị Nguyệt Thúy cũng có phải nói là rất là chu đáo của bác ạ, gửi cho cháu Lực từng cái bức ảnh một để mà cháu Lực mua theo cái vật dụng đó, rất là sáng suốt cô bác ạ. Thế còn là bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý cô bác anh chị cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xem là mấy anh em đội thợ hiện tại đã lắp tới đâu rồi cô bác nhé. Thế bây giờ thì xin mời tất cả các bác. Thế còn những cái khoản mà hai chị Nguyệt Thúy gửi cho cháu Lực đã chi đi vào khoản nào và còn giữ ra bao nhiêu thì một chút nữa cháu Lực xuống nhà mới của ba ông cháu thì cháu Lực sẽ công khai lên sau cô bác ạ. Đấy, trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng được hai chị là Nguyệt Thúy đồng hành cùng và đi giúp đỡ được rất là nhiều những hoàn cảnh và những cái phần quà của hai chị Nguyệt Thúy gửi cho thì phải nói cũng rất là ý nghĩa cô bác ạ. Với đó là thế nào ta hôn á và đây tôi với ba thì mất đấy. Sư thế này bây giờ đâu? Đu ra? Đấy, cháu Lực nghe này từ xa là thấy những cái máy khoan, những cái máy bắn vít và anh em thợ đang lắp sửa cô bác. Hôm nay thì không biết là mấy anh em thợ là lên bao nhiêu người. Từ xa thì cháu Lực nhìn thấy là có một anh là đang lắp ở cái phần cửa sổ rồi cô bác ạ. Đấy, hầu như là tất cả các cửa sổ là cháu Lực nhìn thấy là các anh đã lắp lên hết rồi cô bác. Cháu Lực nhìn thấy là lắp không trước thôi cô bác, vẫn chưa có lắp cửa, còn là mũi bên này là lắp cửa thôi cô bác ạ. Ôi, em chào ba anh nhá. Uống tí nước anh. Uống nước này. Chị. Ôi, cửa xong lắp gần xong rồi anh. Chưa, không nhanh thế cơ. Hôm nay mấy anh em cũng lên sớm đấy anh nhỉ. Đấy. Đấy, còn những cái cửa mọi cái thì các anh cũng đều lắp gioăng cao su hết cô bác nhá. Mình lắp gioăng này thì để tránh nó làm gì anh nhỉ? Cho nó chặn cái kính gì à? Chèn kính. Chèn kính à? Vâng anh uống nước đi. Các anh nghỉ tay uống nước một chút đã. Vừa rồi các anh câu được điện xuống không? Đây. Đây à? Vừa rồi thằng em kia nó chỉ anh nhỉ? Có mấy cụ. Mấy cụ à? Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Sử thì vừa đi đâu về đấy? Về đi chơi vậy. Chơi á? Vâng. Thế là sáng nay các anh em thợ lên sớm thì ở đây không? Có à? Cháu được nhìn thấy là có cả ông lên đây này cô bác này. Mà răng lắp bằng túi ra chứ? Nó nên bị đau căng phải à? Bắt đầu phải đúng không? Ông thì có vẻ nhìn như vào khuôn mặt khá là vui cô bác. Ở đây thì các anh thợ cũng đã đi vào hoàn thiện hết cái phần không cửa rồi cô bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ mời các bác đi vào trong nhà xem là mấy anh em thợ là lắp mà tới đâu rồi cô bác nhé. Cánh cửa chính là xong đây nhở? Đây thì cháu Lực nhìn thấy là ngôi nhà cũng trong khi mà mấy anh em thợ
xay các bác làm thì cũng rất là vuông. Khi mà mình bắn cửa lên thì tất cả mọi cái là hầu như là không có khe hở lên bao nhiêu cả. Đấy, nhìn ở từ phía bên ngoài mà cái ngôi nhà phần cửa sổ của các bác trông rất là đẹp, một cái màu mà nói là màu giả gỗ, nhìn trong ngôi nhà thì rất là nổi luôn. Ở trong nhà thì có thể là hiện tại bây giờ mà anh em đang đi vào và hoàn thiện cái phần cửa thì sẽ có hơi bùn, sẽ có hơi cắt đá một chút, cho nên các anh em thợ hoàn thiện xong thì cho Lực sẽ cùng em Sử là đi vào và ô cánh cửa bên này làm xong rồi à? Thế Sử thử đóng cho anh em nào. Chưa lắp khóa. Tí mới lắp khóa anh. Đây, ngày mai bỏ thêm cái lớp bằng kính ở ra thì nhìn cửa nó sẽ lộ rõ là một cái màu mà một cái màu màu vân gỗ của bác ạ. Đấy, xem bên cửa sổ này. Đấy. Bên cửa sổ này thì hiện tại là các anh đang để thêm như này, xong một tí nữa các anh lại để vào cái khung sắt của bác nhá, để khung sắt ở đây nữa để tránh trường hợp là có thể là trộm vào thì còn có cái khung sắt chắn. Đấy, bây giờ thì anh em mình đi xem anh em thợ là làm là thế nào các bác ạ. Chú là năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? Vâng. 40 à? Chắc chú chắc ở nhà cũng vợ con hết rồi nhỉ? Đúng nhỉ? Cái cửa sổ đi một tí nữa mình mới lắp khung sắt sau hả anh? Thế là lắp xong cửa chính đây nhỉ? Tính như cái ngó ngách này mình phải bơm keo vào chứ anh? Có. Sự nhìn cảm thấy thế nào? Đẹp rồi à? Nói là bao cháu trong thời gian qua rất là may mắn có duyên gặp với lại tất cả các bác. Đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của bao cháu thì cũng đã dần được ổn định rồi các bác. Thế ông thì đang chiêm ngưỡng lại thêm một chút về cánh cửa sổ của nhà mình. Sứ ơi, em Sứ ơi, em lấy cái kia ra bóc thôi nào. Đây ra bóc thôi nào. Đấy, bây giờ em mở ra xem nào. Vậy ra bên kia mở một chút, tại vì bên này là có máy ồn quá. Cái kệ anh, một tí nữa anh hộ em bắn vào cái nhà vệ sinh được không anh? Đây đây, Sử ơi, mở đây luôn này. Đây, tí để nhờ các anh xong hộ cho các anh bắn vào nhà vệ sinh luôn. Dao á, anh như anh có thì từ đợi anh tí. Đây, dao nha. Cái này là cái kệ mà mình để khăn tắm với lại đủ thứ cô bác ạ. Ở đây thì phần quà này là hai chị là Nguyệt Thúy là có gửi cho cháu Lực. Hôm nọ thì hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực là một khoản làm. Cái này thì một tí nữa cháu Lực sẽ nói sâu các bác nhá. Bây giờ thì để em Sử em ấy bóc ra đã. Để một tí nữa nhờ các anh em thợ là bắn vào luôn. Đây, cái này thì khi mà cháu Lực nhận được cháu Lực cũng chưa có mở ra xem các bác ạ. Cái này thì cái giá này cháu Lực mua ở trên mạng là 300.000 các bác. Đó là cái giá mà to hơn, có loại thì là 250, có loại 300. Cháu Lực mua là loại to hơn một chút thì là 300.000. Bóc cũng khó phết đấy nhỉ. Có nhiều băng dính quá, người ta bọc và băng dính thì cũng bọc rất là chặt. Đấy,
trong nhà thì hiện tại là các anh đang khoan rất là nhiều các bác, cho nên là rất là ồn. Đấy, âm thanh hôm nay thì có vẻ là sẽ hơi ồn một chút các bác nhé. Có vẻ như kiểu là rít 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 tai không các bác? Mở xem nào. Xem là người ta lắp ráp sẵn chưa. Và đây là khung bằng inox của bác nhé. Đấy, một tí thì nhờ là mấy anh em thợ là sẽ đi vào và hộ chấn lực lắp luôn. Đấy, ở đây thì vẫn có phiếu và dấu đỏ đồng hoàng của bác ạ. Cái này là Sử có biết là để gì không? Hả? Có ạ. Em thử thử treo treo em tường nào. Bỏ hết cái băng dính ra xong rồi thử treo lên tường anh xem nào. Em thử ướm ướm thôi. Em thử ướm ướm trên tường một tí nữa để mấy anh em thợ gắn vào. Như thanh thanh nó phải mở được cả thanh này chứ. Phải mở được cả thanh này chứ. Đấy, như thế. Đó. Phải như thế đúng không anh? Tí anh của em khoan xong bắn vào đi anh nhá. Đấy. Đấy, ở đây thì sẽ để treo khăn tắm này, khăn mặt mọi thứ. Thì anh hồi em bắn vào nhà vệ sinh với nhá. Vâng. Bắn là 4 vít. Sử xem là cái ốc vít ở đây này. Đây đây. Vít vít có rồi. Để đấy. Vâng. Đấy, Sử cứ để đây trong tí khi mà các anh đi vào hoàn thiện ấy, thì bảo các anh lắp sau. Đây cánh cửa này thì hiện tại đã lắp xong rồi cô bác ạ. Dạ. À, đừng mở anh. Vâng vâng vâng. Khô keo anh khóa. Vâng vâng anh. Đấy, bây giờ thì hiện tại là Sử thử đóng thêm cái cửa sổ cho anh nhìn nữa nào. Đấy, cho tất cả các bác cùng nhìn luôn. Cái này ở bên trong không nhìn, ở bên ngoài không nhìn được vào bên trong máy đâu anh nhỉ? Không nhìn được luôn đấy chứ. Nếu bật điện thì nhìn thấy bóng điện không? Tối bật điện thì vâng. Này ở trong nhà nhìn ra bắt trộm dễ lắm. Vâng. Vâng. Đấy, cánh cửa của bác nhìn trong rất là ưng của bác. Khi mà cháu Lực đăng tải cái thước phim về lúc mà vận chuyển cánh cửa từ bên điểm trường sang bên này ấy, thì có rất là nhiều các bác gọi điện cho cháu Lực thì bảo là cháu Lực lựa chọn cái móng cửa này thì rất là đẹp. Và cháu Lực cũng phải nói là xin ở đây thì xin cảm ơn là bà Vương Kim Thanh, bà đã tư vấn cho cháu Lực rất là nhiều, cộng với lại thêm bác Kim Hoàng nữa để ra một cái bộ cửa sổ như bây giờ các bác. Còn là bây giờ thì các anh đang vào lắp cho nên là cháu Lực sẽ không có mở ra mở nhiều các bác nhé. Và cái cháu Lực xin nói cái quý của hai chị Nguyệt Thúy một chút cô bác nhá. Hôm nọ thì hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực là 10.047.000 và trong đó thì cháu Lực đưa bao cháu đi mua quần áo hết là 2.790.000. Ở đây thì gồm có cả quần áo của ông, quần áo của Sử, của Hải, mọi cái nữa, và mua một cái máy cưa cho em Quân là 1.850.000. Và chị con bảo là khoản và mua thêm một cái đèn năng lượng mặt trời là 2.000.000, hai cái của bác, hai cái là ở bên này, mỗi cái là một góc là 2.400.000. Và cái số tiền dư còn lại là 3.007.000. Chị có bảo là 3.000.000 khoản này thì để vào làm quý tân gia hay là gì đó cô bác, để vào quý tân gia. Và sau đó thì chị cũng có gọi điện cho cháu Lực lại. Đến hôm ngày mùng 1 tháng 4 thì chị lại tiếp tục gửi cho cháu Lực là 10.010.000 đồng. Và trong đó thì hiện tại là cháu tổng cả cái khoản dư kia với lại khoản hai chị gửi sau thì cháu Lực nhận được của còn dư của hai chị là 13.017.000 đồng. Và trong đó thì hôm nay cháu Lực đã chi đi là 300.000 để mua cái kệ cái lên để mà lắp. Ở đây cái khoản 13.000.000 này thì chị có nói cho cháu Lực là sắm sửa đồ dùng cho ba ông cháu, cũng như là tủ lạnh này với lại cái kệ bát, thêm nếu mà dư ra thì mua thêm bình nóng lạnh cô bác. Đấy, và cái số tiền mà hiện tại cháu Lực đang còn dư của hai chị Nguyệt Thúy, còn hai chị Nguyệt Thúy còn dư là 12.717.000 cô bác nhá. Xin cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều trong thời gian qua đã đồng hành cùng kênh Bản Em và đã giúp đỡ hoàn cảnh của ba ông cháu rất là nhiều. Đấy. Em có nghe hai tên chị Nguyệt Thúy này nghe có mới không? Có à? Ở đây thì hai chị cũng gửi
cho em rất là nhiều đồ, và kèm theo đó thì cũng có gửi tiền quý làm nhà của em cũng khá là nhiều nữa. Vâng. Bây giờ em thay mặt ông, thay mặt em Hải gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy nhé. Vâng. Con cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy đã gửi tiền cho ba ông cháu. Con chúc hai bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Ai cũng rất là mong là hai chị Nguyệt Trí thế thông cảm. Có lúc thì em xử nói bằng chị, lúc thì nói bằng cô, lúc thì nói bằng bà. Rất là mong thông cảm. Xử thì nhìn vào khuôn mặt thì rất là hiền lành. Đại xử lấy quyển sổ này đi, cất ở trong cái ba lô cho anh tí. Vừa làm vừa uống nước anh nhá. Chắc là một tí anh em mình đi xuống dưới xá cái ăn thôi nhở. Chắc là phải chiều rồi, chiều lắp đèn hoa nữa. nhưng mà ăn xong lại đi làm chứ. Đó chứ, ăn xong đi về chứ coi. Được ăn xong lại về thì thì mai lại lên một ngày nữa nhở. Đường khó đi quá anh. Đường khó đi thật. Với lại lên cũng khá là xa anh nhở. Cả đi cả về hết nửa ngày rồi. Lên làm được có một buổi thôi. Nãy là anh đi bộ hơi nhiều đấy. Anh đi bộ từ đâu vào? Cái đoạn kia. Cái đoạn kia cứ thế mưa vào là tạo thành cái rãnh rất là to rồi. Bóc hết là anh bây giờ ấy. Bóc hết cả cửa sổ à? À, xử lấy ra đây bóc luôn đi. Khui đi, khui. Đấy, khui đi, đập hộp đi. Đập hộp ngôi nhà đấy. Dê á? Mới tay xử bọc ăn nè. Đây là bóc siêu ngôi nhà của bác nhá. Tháng năm có mày gặp anh đẹp. Tháng năm anh in hết quần áo xưởng cho anh em thợ. Tháng năm anh. Anh làm mở từ bao nhiêu lâu rồi bây giờ anh mới in à? tay ở trên ấy nhỉ. Sang năm mà em mà có thêm công trình ở đâu lên thì em cũng mặc nguyên một bộ áo tem. Đấy, anh cũng mặc nguyên một bộ áo sửa cơ khí anh. Được mà, anh mà. Vâng. Bóc khó phết nhà xử nhờ. Vâng. Nhìn trong như một vòng vân gỗ anh nhà cửa này. Chắc khác gì gỗ luôn đấy chứ. Cái này là người ta sơn ở trên từ trước rồi hay là anh đây? Anh lấy cây nhôm cả cây về. Cả cây rồi thôi. Anh sản xuất không? Vâng. Cửa kính này thì chỉ có ở bên trong là nhìn được ra ngoài đó các bác. Kính này thì kính hai lớp hết đúng không anh? Hai lớp 100%. Vâng. Kính an toàn. Cái này có bảo hành vớ kính này nổi không? Kính mà đập thì làm sao dám bảo hành được. Nếu mà tự dưng mà nó nứt thì khó đúng không anh? Vâng. Ông thì cũng đang bóc xong về cái phần cửa sổ phía bên này các bác ạ. Đấy, còn ở đây còn một tí nữa, đây mới yếu ghe nè. Đấy. Cảm giác thế nào xử khi mà bóc cái này? Thích không? Đó. Thích bóc không? Đó. Tự mình bóc tem một cửa. Cửa của ngôi nhà của chính mình. Cái này nếu mà ở trên bản này có khi là người ta bảo là gỗ đấy anh ạ. Thật vào. Tại vì nó giống gỗ quá rồi. Có mấy loại gỗ. Vâng. Nó còn có vân gỗ chắc. Vân gỗ hông. Vâng. Vân đinh. Xem là cửa sổ bên kia xem có thì bóc nó đi. Đây, bây giờ thì lộ ra hết rồi các bác nhé. Đấy, lộ ra một cái màu mà rất là đẹp. Còn về phía trong cửa sổ này thì các anh sẽ là lắp khoa sắt bảo vệ à? Nó cũng hơi dài đấy anh nhỉ? Đấy, sửa bóc hết nhé. Thanh niên này được 3 tuổi rồi anh? 10
18. 18 tuổi à? Em vừa tròn 18 anh. Thế là ôi giời, thế tối nay hai anh em là về nhà là mở kênh YouTube bản em để xem anh mấy anh em mình làm việc nhá. Vâng anh. Anh anh về tìm anh quên đi không hỏi mày kênh của mày là cái gì? Vâng. Anh phải tìm cái tên là gì để mà vâng. Tìm. Đăng ký kênh xem luôn. Ở trong nhà thì đấy, vào bên trong nhà thì nhìn ra bên ngoài thì khá là sáng các bác ạ, nhưng mà nếu mà để ở bên ngoài nhìn vào thì không nhìn thấy người đâu, thì trừ phi là buổi tối là mình mở đèn thì mới nhìn thấy gọi là một chút bóng dáng thôi, không phân biệt được người đâu. Ok chưa? Ai lộ ra một phần gỗ này các bác này, cực kỳ khít luôn các bác nhá, cửa đây này. Cực kỳ khít luôn nha các bác nhá. Khít nhỉ? Này gió làm sao mà lùa được vào nữa. Đây, ở đây thì khi mà các anh lắp cửa xong thì các anh sẽ phải là bơm keo hết các góc của bác nhá, để cho nó không có một chút khe hở nào. Này thì cái ni lông này mình cứ nhặt nhặt để đây thôi, sửa xong rồi mình lấy đốt đi. Đấy, cái này vứt thì nó cũng không có phân hủy được. Lao ý nghĩ ở ba mặc phạt tu bơ xe không? Cái đồ thiệt không? Đúng không? Đấy, hiện tại thì cánh cửa này đang bơm keo các bác cho nên là không có mở được. Cho cháu Lực với lại em Sử thì sẽ đi vào trong vậy nhờ. Được rồi, em bóc bóc cái này đã. Đấy, bóc hết cái này đã. Con điện, con điện, con điện, con điện. Thế là dùng cơ. Bóc cũng khá là khó một chút. Đấy, hai ông cháu là khác đập hộp với nhau. Đây sẽ cơ. Lỡ căng tôi nó. Bạc tú đây lùm mấy rồi nó dê nổ. Sân cân của một ngàn đến dây mấy rồi nổ. Đấy, chỗ này thì các anh thợ là chưa có đóng vít cho nên là nó vẫn còn hở một chút cô bác nhá. Đấy, bây giờ thì cùng sửa là hai em mình đi vào trong nhà một tí nhờ. Xem là anh em anh trong nhà là đang làm cái gì. Trong thì sẽ lắp ra cái sen hoa là ở trong phần phía bên trong của bác nhá. Nếu mà lắp ở ngoài nó hở thì nên là ngôi nhà nó không có đẹp. Rồi nếu mà bóc khóa thì một tí nó lắp xong mình bóc sau. Ai Sử thì sẽ là với ông là hai ông cháu là chịu trách nhiệm là bóc siêu hết các bác nhá. Nghe ở đây là mấy anh em thợ cũng sẽ bóc thôi đấy, nhưng mà mấy anh em thợ cũng đang làm nên ra là có lực cùng với lại em Sử với lại ông thì cũng chẳng có làm gì cho nên là sẽ bóc hộ luôn. Ở đây thì các anh đã lắp khung vào tất cả mọi thứ rồi. Xem ở bên này, bên này trong nhà này đấy, trong nhà mới có không phải anh kia đâu. anh kia đấy, anh kia cũng là anh kia cũng là Sử à? Anh gọi là Sử này à, nhưng mà bây giờ khoan là lắp khóa rồi này, khoan lắp khóa rồi nè. Ok. Đây, các anh em thợ là phải nói là trong trong cái người từ rất là lâu rồi cho nên là rất là nhanh nhẹn các bác ạ. Đây, ở đây thì chỉ có lắp mấy tiếng đồng hồ thôi thì cũng hầu như là cái gì á? Đi rồi nhỉ?
Thế xử thì sáng nay nắng như này thì có đưa em Hải đi học không? Có ạ. Có ạ. Thế là sáng nay đưa em Hải đi học à? Dạ. Vào trong nhà thì có vẻ như là nhìn ở bên ngoài khá là sáng luôn quá. À, nhưng mà nếu mà ở bên ngoài và nhìn vào thì... Ôi, cái này như kiểu kính râm đấy anh nhỉ? Nhìn bên ngoài có vẻ mát mát đấy. Còn phần bên... em thợ lắp là khá là ồn các bác ở đây ấy. Còn một tí nữa sẽ bảo anh thợ là bắn cái kệ kia cho cháu lực vào này xung luôn để cho hai ông cháu là treo khăn kiếp mọi cái. Đấy, cái này luôn này cô bác này. Đây thì thực sự ra thì cháu lực cũng chưa có nhìn thấy bao giờ đâu cô bác ạ. Cháu nhưng chỉ có gọi là nhìn thấy cái này thôi. Cái này thì bằng inox cho nên là nó sẽ không có bị gì và rất là chắc chắn các bác nhá. Rồi thì anh bảo lắp như này. Đó. Lắp như này vào tường. Khăn thì có rất là nhiều cái khăn các bác nhá. 1, 2, 3, 4 cái treo. Và ở đây cũng thế, có rất là nhiều cái móc. Đấy. Có thích cái này để treo nào không? Có ạ. Có à? Đấy, ở đây thì điện khi mà mấy anh em thợ mấy nước. Khi mà mấy anh em hoàn thiện xong cái phần cửa này thì các anh sẽ đi vào và đường điện cho cháu lực luôn các bác nhé. Sử uống nước đi anh này. Vâng. Anh với ông ngồi uống nước đi. Ông ấy vẫn đang rất là miệt mài uống nước của bác ạ. Chị Năm ơi gì? Mày chị Năm còn à? Mama eo còn hóc ạ. Mama gì? Đấy, uống một tí nước đó. Ở đây thì nước thì thực sự ra để mà nói các bác ạ, có lần thì cháu lực mua lên cho anh em thợ, nhưng mà có lần thì cháu lực cũng xin phép các bác là phải trích cái tiền quý của nhà bao cháu ra để cũng như mua nước nuôi một chút. Cho anh một lon đi. Đằng sau của sử thì lộ ra từ phần cửa các bác nhá, rất là ưng luôn các bác ạ. Không biết là chia sẻ thêm mà cái gì nữa, phải nói những cái lời nào mà sử thì cảm thấy là cái cánh cửa của mình thì liệu là sử có làm vỡ cái kính của nó không? Không ạ. Không à? Vâng. Phải giữ gìn và bảo quản nhá. Vâng. Có kính nào thì nó mới đẹp một chút đó. Vâng. Kính này thì không phải kính một lớp của bác nhá, là kính hai lớp. Ở đây không nhìn thấy vào trong rồi nhỉ? Nhìn đấy. Dạ. Nếu mà bật điện thì thấy. Dạ. Hôm nay lên bản này bóng hai đường bình nó lên, thì đi ngang một thế là dễ nổ. Bóng hai ngả cái đọc ra ngoài hốc cả hốc nổ. Khắt vừa thôi. Văn lư lên hơi sử ta lán với cốc phải văn luôn. Văn lư lên bảo hợp béo với nhau à? Phải tao phải có béo nhau chứ, phải nâng làng lán phải chứ. Đây, còn đây là keo của các anh, một tí nữa anh sẽ bơm hết vào cái chỗ mà nó bị như kiểu là không phải là nó bị hở các bác, gọi là vẫn bơm vào cho nó kín hơn. Là lệch chị nha. Bà mãi xe hóc đấy nào là còn nợ điện đi thôi mấy. Thứ điện mà hợp bóng hóc từng điện từng năm thì đi nó tàu tứ
cứ ăn tù, cứ ăn chó, cứ căng nhờ cơ mà. Hôm nào đấy chú Chín khó ra. Hôm nào chú Chín à? Gia đình mời chị Chuông à? Mình là trong đấy, đây chạy lúc nào á. Lúc nào á? Đấy, ông thì nói đến tân gia rồi các bác, không biết là ông định làm bao nhiêu mâm. Tầm bao nhiêu mâm rẻ? Tầm tiếp chuông dạ cờ à? Tiếp chuông. Thông thắng à? Tiếp chuông à? Thế là ông bảo là những hàng xóm xung quanh ai đã từng hộ ông thì ông sẽ mời hết các bác, mời hết về để mà dự tân gia. Đấy, bà con ở trên này thì hầu như là nếu mà nhà nào làm tân gia thì hầu như là cũng cả thôn là đi hết. Đấy, ở đây thì ai cũng uống rượu ngay mà. Vâng, ở đây thì ai cũng uống rượu anh ạ. Thì vẫn là bị bể người ta mới không uống. Vâng. Thôi nào bảy thì đi ra kia đấy. Bảy ơi, đi đâu anh? Hả? À? Đi học về rồi. Đấy, ba anh em là hôm nay chiều là không học chiều các bác. Đấy, đây phải nói là tự biết về đúng không sử? Vâng. Tự biết là đi học về các bác ạ. Đấy. Cái bạn mà bé mà đang đi đầu là bé Bông, năm nay là được 4 tuổi. Còn thứ hai thì là bạn trai thì tên là Mông, năm nay được có hơn 3 tuổi thôi các bác. Còn Bảy thì là người chị mà lớn hơn. Bảy đi học về rồi à? Trả lời đi. Bé ngoan đâu, chú xem nào, bé ngoan đâu. Bye bye thôi nào, bye bye. Vẫy tay thôi nào. Nào, Mông vẫy tay. Vẫy tay nào. Bye bye à? Nó thang không? Hả? Bye bye. Rồi, đi đi, bye bye đi, về đi. Đấy, ấy à, chia cho mỗi người một tờ cơ nhỉ. Nào, Bông nha, bye bye. Bye bye đi về nhà rồi, đi về đi. Chồng rất là đáng yêu của bác này. Tự biết là hai chị em dắt nhau là đi về ấy. Nhìn đường nhá. Đấy, Bảy thì là người chị mà phải nói là cháu được nhìn thấy hành động của em ấy đi ô bác. Là lúc nào cũng sợ là em mình sẽ bị ngá cho nên là đi sau và cầm túi áo một chút. Tự biết về sự nhờ. Bố mẹ không phải đi đón à? Thế buổi sáng thì ai đưa đi học không? Buổi sáng thì đưa đi ạ. Buổi sáng thì đưa đi à? Xem là anh cực khí đã lắp xong phần cánh cửa chưa? Vâng. Đã lắp xong phần khóa chưa? Vâng. Khóa xong rồi anh. Thế là bây giờ đi ra đi vào là khóa rồi nhỉ? Phải dùng khóa rồi nhỉ? Vâng. Khóa này là khóa kiểu gì anh? Khóa này ấy. Dạ. Nhưng mà tính ra cái tên nó là gì anh? AG. Có vẻ AG. Khóa này cũng trong nhựa anh chắc chắn rồi nhỉ? Khóa này ấy. Bằng sắt hết chứ. Sắt à? Tay nhôm, lõi bằng sắt đấy, sắt mấy lớp khóa bằng cái tay khóa bằng đồng. Đấy, sự nhìn là chú chỉ khóa nhá. Vâng. Vào thì chốt cái kia. Vâng. Ngoài thì khóa. Lúc mà mình đi vào phòng ấy mình chốt cái này lại. Nếu mà không muốn cho ai vào mình chốt cái này lại. Đóng cửa sổ phát là hầu như là tối ăn hẳn luôn các bác. Nhìn ra ngoài thì nó lại một cái ánh sáng khác. À, được đây nhỉ. Sóng đêm trong nhà nó thì đúng là quá tuyệt vời và hoàn hảo. Vâng. Nhưng mà ở đây thì các bác giúp đỡ cho thì không giúp đỡ xong là quên ơn nhá. Phải biết làm sao mà các bác đã giúp nhớ làm sao mà các bác đã giúp đỡ mình rất là nhiều đúng không ạ? Thế nào kia đó.
là mối cửa, mối cửa viên các em. Ông ấy đang ướm xem mà cửa đóng như nào. Ông nội thì khi mà nó được đăng tải lên thì chắc là có một số các bác không có nhìn thấy là cái khung sắt này của bác này, cho nên là cũng để những ý kiến và cái phần bình luận các bác ở trên kênh nói rằng là nhà gì sao không có cửa ấy, không có khung sắt đấy các bác. Đấy, ở đây là cái khung khung sắt. Phòng đấy nó cửa ngoài. Còn là như một số bác cũng có bình luận ở trên kênh nói rằng là ngôi nhà nhiều nhất cột sổ Việt Nam các bác, thì nó cũng dạng là không phải là nhiều nhất mà là nó có mối cái sự nào giờ mình phải làm như thế nào để nó thế phù hợp ở cái trên vùng cao các bác ạ. Mở thử xem ạ. Đấy, thôi thôi, rồi một vít, bẻ thuốc, vít xuống, đấy. Sự là phải dạy một chút thì mới biết mở cửa đấy, chứ không là... Vào vào, vào vào, xoay đi, nó kêu bạch, xoay. Đấy, rồi, vuông ra. Vuông như thế này thôi, là rút được chìa khóa rồi. Đấy, thế là khóa rồi đấy, không ai ăn trộm được nữa rồi. Bây giờ thì có để tiền ở trong thì không ai lấy được rồi. Được lại, xoay ngược lại, bây giờ nó phải kêu tạch một phát mới được. Đấy, xoay đi. Đấy, rồi bây giờ mở cái kia được rồi. Đấy. Nét căng nhỉ. Nó cảm cho em là... Mình là đầu tiên được làm cái này nên là... Bạo mình một tí. Ông thì cũng chỉ biết nhìn và cười đâu, bác cũng không hiểu là anh đang nói gì. Ông dạy xử để mở cửa đấy. Đấy. Quá là chắc chắn. Khít thế anh nhỉ? Khít này làm sao mà gió lùa được vào đây? Thế mới dở chứ này. Lắm bầu đẹp lý ở dê rồi mà nè. Còn bơm keo vào nữa là kiến nó còn không có bò được vào nữa đâu cô bác ạ. Quá hết rồi. 1, 2, 3, 4. Bóc siêu. Đấy. Đi vào phần này bên trong bóc. Đóng cửa lại một chút. Đấy, chút vào. Đấy, bây giờ là mở không được nữa đâu nhá. Phải mở đấy bây giờ đây. Em bóc cái phần này ra đi. Bóc phần này ra đi, phần trong này cho bóc. Phần trong ấy. Đấy. Bóc ba hết thì đấy. Vâng. Để cho nó lộ đúng về cái màu gỗ nó cho nó đẹp. Thời tiết thì hôm nay là cũng khá là nắng ấm mát các bác này. Phải nói là thời tiết cũng ủng hộ mấy anh em trong quá trình mà lên. Trên kia cao quá nhỉ? Chắc là tí lấy cái gì kê thôi, không bốc đến đấy. Vâng. Mong đến thì lại đi xem. Từ đã, mở cho anh xem gì đấy. Mới kèo anh. Kèo lá đúng kêu. Rồi lắp xong thì mở thì kèo để mà bịt lại thêm một chút các bác, để không cho một chút rồi gọi là cái gì mà lọt được vào. Nguyên bóc siêu cửa sổ cũng mệt phết nhỉ? Phải. Bóc siêu cửa sổ có mệt đâu? Không ạ. Oh.
Ở đây thì về cái quả phần chân da của bác thì cháu được giới thiệu được của An Phạm, của bà An Phạm là 50 đô để mà mua gà, thì cái khoản cháu được xé là bà An Phạm là gửi cho để mua gà của cô bác nhé. Chứ là tránh trường hợp cháu được không nói ra là có thể như các bác xem được là một hai thước phim thì cháu được chưa có đi vào mua ấy, các bác lại nghĩ là cháu được vào bên này bên nọ. Làm về cái vấn đề thời điểm của bác này thì thật sự ra để mà khi mà mình làm một cái thứ xấu gì đấy thì nó ra ngang rất là xa, nó ảnh hưởng cả cái sự nghiệp của mình, ảnh hưởng cả cái lương tâm của mình. Mong rằng là chia sẻ những cái thức phim các em lên và kèm theo đó thì cháu được cũng có một gian hàng nhỏ, thì cũng mong là cũng được là các bác sẽ ủng hộ để làm sao để giúp đưa cho cháu được có thêm những kinh phí đổ xăng đi lại, đến với những hoàn cảnh và đến những hoàn cảnh mới. Và cũng mặc dù là các bác là cũng gửi tiền chi phí đổ xăng cho cháu được cũng khá là nhiều, có bác thì gửi 200-300, có bác thì gửi nhiều hơn. Ở đây thì khi mà cháu được nhìn được bao nhiêu thì cháu được chia sẻ lên đấy luôn, cháu không có xấu kiếm gì cả, mình cứ người thật và người thật mà làm. Cái này là tí nữa bơm keo là xong đấy. Vâng. Nghe chưa? Nghe chưa? Cái này thì cứ vứt ở trong, cái nào cứ vứt trong đây, cứ vứt ở trong tí thì dọn mình cũng vứt luôn. Hai ông với lại chú đi ra ngoài nói đúng không? Nói rằng là ở bên trong thì mới nhìn thấy. Ở bên ngoài nhỉ? Thì ông với lại chú đang nói chuyện với ông Xuân Lạ. Chú đang hỏi chuyện của chú lên là nói về cái gì? Chú lên là nói về cái gì? Ông với lại chú thì đang nói về vấn đề gì sợ? Ông bảo là nhìn giống gấu nhưng mà không phải gấu. Nhìn giống gấu à? Vâng. Cũng thật sự ra nhìn rất là giống gấu của bác. Nếu mà hàng xóm ở trên kia mà xuống mà nhìn thì cũng không khác nào là gỗ cả, không có phân biệt được, tại vì là chưa biết là cửa nhôm là nhỏ như thế nào. Chưa được kết thúc với áo cái hốc bạc tú này bố mà hả, hốc bạc tú này bố à. Hốc Mickey xứ ạ, hả Mickey xứ đây cha hát tụi lao nợ phải ngay là từ mùa ấy ạ. Và chú trêu chú bảo là làm một bộ nhà mới đi, chú bảo là không có tiền để mà mua không á. Thực ra bộ cửa này cũng rất là đắt cô bác ạ. Tôi nói xe phủ giấy thì tôi không giấy xe phủ trong thị. Bất tôi còn lại mình cho nó mình phủ sang phủ thì tôi nói tôi sang phủ mình nhau thế à, thằng người cha chỉ cũng pha ha. Chú ấy lên chiêm ngưỡng quá. Giấy phủ phủ tôi nói là phủ phủ giấy đó, rất sâu tí lì phủ. Xa xa để mà nhìn cho tất cả các bác nhìn vào cái không nhà của bao cháu phần nào phía bên ngoài các bác nhé. Cái này thì có vẻ nhìn hơi khó khó một chút cô bác ạ. Và đi xa hơn nữa, đi xa hơn nữa là tí nó bị ngã ở đây rồi cô bác ạ. Cái xe kia đi chắn mất rồi, chắc phải đi ra bên này thêm một chút nữa. Sao đi tí này phù đây, lắp phần cửa sổ bên này xong nữa thì một cái màu luôn, đẹp luôn các bác này. Các bác phải thấy trống nào lên bố nè. Trên thì cái chóp, cái chữ A của bác và cái ô tròn đấy thì cũng được là có được dùng cái phạt chỉ, kẻ phạt chỉ cho cái trong ngôi nhà rất là nổi bật lên. Bố à, sao trong nào bố à? Em sử thì là không biết là có cả trong lâu đấy. Cái mic của cháu được cho nên là cả khay đầu hàng cả tập sau ha. Phải đi gần em thì mới có chuyện. Khay đầu hàng cả sau ha.
Ủa tôi nhìn thấy một chút sắc quá. Vâng. Ở bên ngoài, ở bên ngoài thì nhìn được vào, nhưng mà ở bên trong mình nhưng mà nhìn bên trong xong mình nhìn vào bên trong thì mình phải sát như này này. Vâng. Sát như này mình phải che đó. Vâng. Sát như này mình phải che thì mới nhìn thấy được. Đấy. Ừ. Nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Thấy mờ mờ không? Hay là thấy nét? Thấy mờ mờ thôi. Thấy mờ mờ thôi à? Vâng. Đấy. Đây mà Sử với Hải đang ngủ đây thì dí mặt vào đây thì cũng người ta không nhìn được. Vâng. Nhà nó một thén nó nổ. Không lắc cả đi, đi lại mấy cơ ở dân là nổ. Ai đi đâu nên đi chơi. Vừa chiêu chú chú các bạn, chiêu chú rằng là chú mà đi vào đây mà lấy gì là ở trong nhìn thấy đấy. Test thêm một lần nữa. Đây bữa đây ai chứ? Ờ, lên lên ngày ngày cái văn viên này à? Phải chứ nào? Để đi mình xuống đứa gần đi trong thôi. Ừ. Nói với ông rằng là có hai lớp kính, không phải là một lớp kính đâu quá. Đấy, Sử thì ngấm ngầm rồi ra đây bóc hết siêu đi rồi. Mấy em Hải mà không đi học thì ở nhà là hai anh em bốc cùng rồi nhờ. Vâng. Thế nhưng em Hải lại đi học mất. Hải thì đến tận chiều mới về các bác ạ. Thế bây giờ thì có mình sẽ cùng anh em thợ để xem là cái xả Sử nữa có công việc nào để mà làm nữa thì sẽ thực hiện lốt để làm sao mà để cho nó hoàn thiện sớm nhất có thể các bác ạ. Và cái phim này thì cũng khá là dài rồi. Trong khoảng thời gian qua thì vì cái phần cửa thì hơi chậm chạp một chút thì rất là mong các ông các bà cô chú anh chị sẽ cảm ơn các bác nhé. Hôm nay thì tôi định là lấy được cửa và lắp lên hết rồi. Một ngày tân gia thì có thể là sớm nhất thôi các bác, thì trong tân gia thì tôi cũng rất là mong các ông các bà, nếu mà các ông các bà đi được mà lặn lội đường xa xa xôi thì lên tân gia nhà em Sử các bác phải cho được sẽ xuống và đón các bác. Còn bây giờ thì khá là dài rồi các bác ạ, chắc là cháu được cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Cảm ơn cô bác rất là nhiều. Cái thức phim hôm nay thì hẹn gặp lại cái thức phim này thì xin kết thúc ở đây các bác và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở thứ sáu tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác anh chị, chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.